chắc cũng có thể là vì một tấm hình mà yêu. Đâu có biết là ở trong hình chụp ra tấm hình rất là đàn ông mê lắm, cũng mình mê trai mà. Mình mê trai mà. Cho nên mình nhìn cái hình của cái anh này là mình nghĩ wow, ông này về à, chắc nắm đầu đánh mình được là mình thích. À, thì nhóc năm nay thì chắc có lẽ nhỏ tuổi hơn bạn này. Bạn này sinh năm 90, mình 79. Bạn này sinh năm 90, mình 79, mình 79. Thì nhỏ hơn bạn này 11 tuổi. Mẹ của Linh lớn hơn nhóc có 9 tuổi. 9 tuổi. Bao chọc ông ngoài. Giờ xuống dưới kêu mẹ hay kêu chị? Chuyện tình yêu 5 năm mà say no với sex ở trong khách sạn là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Trong 5 năm trời hai vợ chồng không có sex một ngày nào. Và hai vợ chồng chưa bao giờ biết lên đỉnh là gì hết. Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Rất là nhiều người làm trong giới thời trang, đặc biệt là những cuộc thi hoa hậu đều biết rất là rõ luôn. Đó là stylist cũng giống như huấn luyện viên đúng không? Hay là director. Nhóc, crazy nhóc. Dạ, chính xác phải không? Chính xác. Dạ, tại vì em biết chị là từ khi mà hồi chị còn làm tóc cho mấy cô hoa hậu lắm. Chắc có lẽ thôi bây giờ anh chị giới thiệu về mình chút xíu cho tất cả quý vị đang xem được biết. Lời nói đầu tiên cho Linh và nhóc gửi lời chào. Thuộc bài, thuộc bài. Thuộc bài. Có training trước. Cho Linh xin gửi lời chào đến hai MC Minh Tân và Lộ Lộ cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Lớp Queen Vì Yêu Mà Cưới. Mình tên là Vũ Linh, năm nay 32 tuổi, là trợ lý cho nhóc. Mình là Crazy Nhóc, thì có thể là cái tên này đã theo nhóc cũng mấy mươi năm rồi, cho nên là nhóc lại thích cái nickname này hơn. Yeah. Thì nhóc năm nay thì chắc có lẽ nhỏ tuổi hơn bạn này. Bạn này sinh năm 90, mình 79. Bạn này sinh năm 90, mình 79, mình 79. Thì nhỏ hơn bạn này 11 tuổi. Thì thật sự thì bây giờ công việc của nhóc á là freelance, nhưng mà mình là catwalk director, chuyên làm cho tất cả các chương trình hoa hậu của Việt Nam. Nó nói hôm nay nó là dạy cho các cô hoa hậu, các thí sinh đó là những cái bước đi đầu tiên trên sân khấu đúng không chị ha? Ngồi như thế nào, rồi đứng như thế nào, các kiểu, rồi phải trước ống kính thì mình phải tạo dáng như thế nào. Đó là chắc có lẽ là em sẽ nhờ chị trong thời gian sắp tới đó. Chỉnh chu lại nào. Có cô giáo ngồi đây chỉnh chu lại nào. Có, em định đi thi hoa hậu. Em định đi thi hoa hậu. Với bà được mà, không sao. À, mình chuyển chủ đề được chị ạ. Làm sao mà hai anh chị tìm thấy nhau ạ? Tụi nhóc quen trên mạng. Oh. Thì cái kỷ niệm cũng vẫn nhớ luôn là trước khi hai ngày nhóc bắt đầu chuẩn bị bay ra Tuần Châu để làm cái đêm chung khảo của Hoa hậu Việt Nam, thì bạn này gọi nhắn tin, thì lúc đó cũng add Facebook rồi. Thì thật sự thì mình cũng không có quan tâm. Thì bắt đầu mình nói chuyện thì chắc cũng có thể là vì một tấm hình mà yêu. Đâu có biết là ở trong hình chụp ra tấm hình rất là đàn ông mê lắm, cũng mình mê trai mà. Mình mê trai mà. Tính thẳng quá ha. Đúng, cái gu của mình là mình thích những cái chàng trai nó phải mạnh mẽ, bởi vì nhìn nhóc á thì giống như là một người phụ nữ mà nữ quyền á. Cái kiểu như là một người phụ nữ mạnh mẽ, cho nên mình nhìn cái hình của cái anh này là mình nghĩ wow, ông này về à, chắc nắm đầu đánh mình được là mình thích. Bắt đầu chat qua chat lại rồi nói chuyện chơi cho vui, rồi cứ cái kiểu như tuổi teen nha. Chồng chồng vợ vợ hồi nào lúc nào cũng không hay. Và bạn này là fan của mình. Khi mà xem Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2015 thì mình thích cái phần dàn dựng của cái đêm chung kết. Thì mình chú ý trên cái tivi để mình xem cái dòng chữ để chạy đây coi là đạo diễn là ai. Nhưng mà không thấy. Thì cơ duyên thì Linh có quen một vài người bạn make up. Một buổi sáng đẹp trời nó hiện lên ở những người có bạn có thể biết. Thì mình nhìn thấy nhìn cũng cá tính. Mình thích cái mình add. Mình add thôi chứ không nghĩ là bạn sẽ chấp nhận. Có 3 tiếng thì chấp nhận. Thì vô thì mình cũng kiểu như mình tán gẫu bình thường thôi, mình nói chuyện bình thường. Nói chuyện một thời gian mới biết thì ra là năm 2015 nhóc làm đạo diễn cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ đó. Thì vô tình mình là fan của cái cuộc thi đó. Chú phải fan tôi hả? Chú phải fan tôi hả? Thì không, thì từ đó mới thích bạn. Thì cái câu chuyện nó rất là vui ở chỗ này nữa nè. Cái ngày đầu tiên gặp nhau bắt đầu hỏi ơi rồi đó, là không có đúng style từ trên đầu xuống dưới luôn, không có đúng gu, không có một chút gì luôn. Thôi mình đừng có để cho người ta cái kiểu giống như cảm thấy khó chịu. Thì mình ra mình gặp thì mình vẫn ôm hôn các kiểu, cái kiểu giống như là mình chào mình mừng, rồi bắt đầu hai đứa đi ăn xong rồi đi khách sạn. Vậy hả? Làm no, đi khách sạn mới này mới vui nữa nè. Cái đầu lần đầu tiên chơi luôn. Chính xác. Mình nhóc rất là thoáng về cái vấn đề đó.
Nhưng mà khi mà vô trong đó thì thật sự mà nói, nếu mà cái chuyện gì nó đến thì nó đến đúng không anh? Nhưng mà hình như đến cái 5 phút mà không có đến đâu được. Chỉ có 5 phút thôi à. Bởi vì mình không có feeling. Cái cảm giác bởi vì không phải là gu của mình. Nhưng mà bởi vì mình không muốn người ta cảm giác buồn khi mà mình lại có những cái thái độ như vậy. Thì thật sự mà nói thì cái chuyện nó qua loa lắm. Thì bắt đầu từ ngay lúc đó là trong đầu của nhóc là nghĩ là sẽ không quen. Nhưng không biết nói làm sao. Bắt đầu cái tình yêu này đúng chính xác là tình yêu thương hại chứ. Có một cái chi tiết mà làm cho nhóc cũng ấn tượng là bạn đi một chiếc xe rất là cà tàn thôi. Xuống đây thì mặc một chiếc áo với một chiếc quần thì ít nhất cũng trị giá 200 ngàn à. Là mới mua. Mà cái mà làm cho mình cảm thấy mình vui nữa là bạn nó móc từ trong túi ra một cái hộp có hai chiếc nhẫn trị giá 50 ngàn. Có nghĩa là lần đầu tiên lần gặp đầu nhau tiên. Cái kiểu tình yêu trẻ con mà. Tự nhiên mình cảm thấy cái điều này nó sao sao làm cho mình hơi bị xúc động chút xíu. Nhưng mà mình vẫn không có thương được. Cái đêm đó thì bắt đầu là không ngủ được mà lại không muốn chia tay. Bởi bạn này ở Hóc Môn. Mình thấy bạn này thấy tội quá. Lại làm công nhân mà. Lương đâu có bao nhiêu tiền đâu. Thì bắt đầu mình mới suy nghĩ ra một cái điều là thôi, dịch hóa thành thiên nga. Mình sẽ biến hóa bạn này theo thời gian. Và mình sẽ cho mình cái cơ hội để mình yêu bạn này. Bắt đầu đúng 2 tháng 9 ha. Hai đứa bắt đầu đi Nha Trang chơi. Dẫn đi sắm đồ, đi cắt tóc đồ lên. Mình nói, wow, nhìn cũng dễ thương. Rửa được miếng phèn rồi. Bắt đầu cái mình có một cái gì đó ấn tượng. Trong cái thời gian quen với nhau, có những cái chi tiết làm cho mình tự nhiên mình cảm thấy mình thương á. Giống như bạn này, nó nhà anh ở Hóc Môn, anh ở thuê ở trên khu đó là khu gì anh? Nhị Xuân. Nhị Xuân. Đò xa lắm. Xong rồi nói, ủa anh đi xe Honda xuống vậy là đi tới mấy tiếng là xa lắm à. Thôi vậy mốt đi xe bus đi, đừng có đi xe Honda nữa. Cuối tuần bạn này làm sao là bạn này sẽ về chung với mình, về nhà mình ở dưới quận 6 thì đón xe bus đi. Thì mình có biết xe bus là bao nhiêu, mình cứ nghĩ là từ ở quận 6 đi ra quận nhất thôi. Bắt đầu mình gọi điện mình la, ủa đi đâu vậy, buổi ghé đâu hay sao mà cứ đi tới mấy tiếng đồng hồ luôn mà vẫn chưa xuống. Về không dám nói. Nhưng khi mà nhóc bắt đầu đón xe bus, nhóc vào trong Hóc Môn thì trên cái đoạn đường đi tự nhiên bắt đầu mình lại trùng lại. Nhóc phải chuyển đi 3 chuyến xe để bước vào trong được nhà của anh này. Là mình nghĩ rằng à, thì ra là ổng muốn đến với mình, ổng phải đổi nhiều chuyến xe như vậy. Nó chỉ là những cái câu chuyện mà mình phải trực tiếp trải nghiệm thì mình mới cảm nhận. Thì bắt đầu mình bắt đầu có một chút tình cảm. Rồi bắt đầu tới cái cảnh mà đi về quê anh nhỉ. Tết mời nhóc về quê. Thì nhóc cũng hơi ừ đại vậy đó. Quê ở đâu lận? Quê Cà Mau. Ồ vậy hả? Nói thôi giờ anh đi trước đi, một mới em xuống. Thì lãnh lương rồi xong cái mới nói là thôi để anh đi xe Honda. Nghĩ sao mà đi xe Honda từ ở Sài Gòn đi về đó. Ông bị điên hả? Thì nói chung mình cũng lo. Bây giờ không có tiền đúng không? Nhóc cho tiền mua vé đi về. Thì chỉ nói nhẹ nhẹ ăn câu thôi. Anh muốn đem xe về để chở đi chơi. Cái tự nhiên cái mình cũng bị chạnh lòng. Rồi xong rồi khi mà nhóc leo lên xe, nhóc đi về thì nhóc mới bắt đầu mới cảm nhận được cái đoạn đường mà ông xã mình sẽ phải chạy xe từ trên đó về. Tự nhiên mình sợ, mình run. Đó là những cái mà bắt đầu từ cái thương hại mà nhóc có cái tình cảm thật. Và cũng chính vì thương bạn này, nhóc biết đi xe bus như thế nào. Nhóc bắt đầu sống chậm lại, rồi nhóc có những cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Và thậm chí cái điều mà làm cho nhóc ngộ ra được rằng là đôi lúc con người mình á, không có cần phải sống theo đúng cái sở thích của mình. Mình cứ ra hết cái vùng an toàn của mình và mình hãy chạm đến những cái mà mới mẻ. Biết đâu những cái điều đó rất là thú vị. Theo như em biết là chị người rất là cá tính, mà từ hồi mà chưa quen anh này là bạn biết từ hồi xưa là đi làm cho những cái cô hoa hậu đầu tiên đó, đi làm tóc mà ai mà nói đụng tới bà đó bà đi dọn đồ đi gì à. Cá tính bà trội lắm, thành ra là dĩ nhiên là để tìm được người bạn đời với cá tính trội như thế là anh kia phải hiền. Phải rất hiền thì mới chịu đựng được, chứ không thôi là không chịu được. Chính xác. Giống như mình nói mà ông này ông chịu đựng nhóc nhiều lắm. Ai cũng có thể được. Nhưng mà cái người mà chịu đựng được mình thì cái người đó mới là người thương mình. Dạ đúng. Và ông này được cái gì là lộ biết sao không? Người đầu tiên được nhóc nhận lời, được công khai trên Facebook, được đeo nhẫn và được dẫn về nhà. Như có thấy chụp hình nữa phải không? Có, nhiều. Và ông này là chụp hình, giống như chụp hình cưới gì đó. Không, cái đó đi đám cưới thôi ha. Mà cái tấm hình nó vô tình người ta tưởng là hình cưới. Rồi bà đi đám cưới bà làm một đốt của dâu. Đây, đám cưới nhỏ bạn thân. Để nói lộ nghe, đám cưới nhỏ bạn thân thì ông này nói vợ mượn cái bông chụp. Thì hai đứa cầm cái bó hoa chụp vậy thôi. Thì vô tình cái tấm hình nó được 1.000 like nhờ. Đó, thì cái câu chuyện nó có nhiều cái câu chuyện vui. Mà quen ông này thì nhóc bỏ thuốc luôn. Nhóc không đi chơi đêm nữa. Và từ khi quen ổng thì công việc của hai đứa bắt đầu nó thuận lợi nhiều hơn nữa. Cho em hỏi là nãy giờ em thắc mắc chị nhóc nha, là chị hút thuốc nè, chị đi chơi đêm nè. Em nghĩ là chị cũng tụ tập bạn bè rất là nhiều. Thì anh Linh đã làm cái gì hay là tự động chị suy nghĩ là chị không muốn như thế nữa và chị muốn trở thành một người vợ ngoan của anh Linh thôi?
cảm ơn Tân. Thật sự ngoan thì chắc không có ngoan đâu, nhưng mà chính cái bạn này đã giúp cho mình tự nhiên mình thay đổi. Bởi vì ngày xưa thì Nhóc không phải là một đứa ăn chơi. Nhóc làm nightlife cũng khoảng 20 năm. Nhóc là dancer vũ công cho tất cả các quán bar vũ trường. Bạn này cũng đã từng xem Nhóc diễn mà. Thì tự nhiên thương bạn này, cái tự nhiên mình bỏ à. Mình cảm thấy thuốc nó không có phù hợp cho mình nữa. Nó sẽ sức khỏe các kiểu. Giống như ngày xưa Nhóc có cái tính lông nổi lắm. Giống như Lộ nói đúng, ngang tàn. Ai nói tiếng trước tiếng sau là chơi lại. Và ngày xưa có một cái câu như này, không có sợ chết, không có sợ chết. Là Nhóc nghĩ là Nhóc sẽ không có một cái người bạn kế bên. Và Nhóc nghĩ là Nhóc sẽ có một mình. Lúc nào chết cũng được, không sao cả. Nhưng bây giờ rất là sợ chết. À, bệnh chút xíu là phải uống thuốc. Bởi vì mọi người biết sao không? Tại vì Nhóc đang rất là hạnh phúc. Cho nên Nhóc rất là để trân trọng cái thời gian hạnh phúc của chính mình. Xác. Rồi tự nhiên mình phải có trách nhiệm với cái người đã mang lại hạnh phúc cho mình. Em thắc mắc anh Linh nhé. Em không hiểu anh đã tán đổ chị Nhóc như thế nào. Tại vì như vậy nè, chị Nhóc là một, đối với anh em nghĩ giống như là một cái hình ảnh, một cái tượng đài á. Tại vì mình là fan idol mà. Đúng. Nên khi mà mình muốn tán một cái người đó thì mình rất là áp lực. Em không biết là anh đã làm cái gì để cho chị đổ. Linh là một người thì sao nhẹ. Trong lòng mình nghĩ gì mình sẽ nói hết. Ừ, mình hoàn cảnh của mình sao, gia đình mình sao, kể cả chuyện từ hồi nhỏ mình lớn lên như thế nào, mình kể hết. Thì chắc có thể những lời đó là khi mà Nhóc tiếp xúc với Linh nhiều, hoặc là về nhà với Linh kiểu như thật, thì có từ đó là con Nhóc mới có nhiều cái tình cảm cho Linh nhiều hơn, chứ cũng không có lời lẽ qua Mỹ đâu. Thật sự Nhóc đang cần một người đàn ông phải che chở mình, phải bảo vệ mình, bởi vì mình cá tính quá mạnh. Nhưng mà nhìn như vậy đó, ở đây bảo vệ ngược lại. Em có thể biết mà. Em đoán, tại vì em đoán. Thật ra là tụi em cũng đoán được. Tại vì đối với người cá tính trội thì không ai bảo vệ được hết. Tự mình cảm thấy là mình nên bảo vệ mình. Bắt đầu hai đứa cứ gây lộn hoài à, mà toàn là mình kiếm chuyện. Tại sao anh không bảo vệ em? Có cái chuyện mà chở em đi không mà anh cũng không làm được cái điều đó nữa. Chạy xe, xe hàng cách 10 mét, bấm chuông cái là tấp vô lề liền. Bấm kèn cái là. Cho nên là bà xử lý ra bà. Xuống, tôi chở. Hai mà Nhóc chở mà mỗi lần mà qua cái bụng bên ổng cứ như nè, là hai cái chân phải dở lên. Tại vì ở đằng xa là cái đồ mà cái chân là nó sẽ cả sát vô cái bụng bên. Nhưng mà dở chân lên không kịp. Đúng, tại vì Nhóc là một người rất là lanh lẹ, làm cái gì cũng nhanh nhẹn đó. Mà ổng cứ rề rề từ từ mà. Nhưng mà khi mà Nhóc hiểu ra được, bởi vì ông xã mình cũng muốn an toàn. Rồi cái gì cũng cái kiểu giống như là mình bắt đầu mình cứ gây chuyện là tại sao mình kiếm một người để bảo vệ mình. Thì bắt đầu mình lại nghiệm và ngộ ra được cái câu chuyện rằng trong tình yêu thì ai bảo vệ ai cũng được, ai lo cho ai cũng được, chứ không phải nhất thiết là đàn ông phải là trụ cột. Tự nhiên mình ngộ ra được cái điều đó thì bắt đầu mình sẽ trân trọng cái tình yêu này nhiều hơn. Có nhiều người nha hay nói là cái kiểu giống như anh Linh á, là phải sống vì Nhóc, nhờ Nhóc, rồi thậm chí không làm gì hết, vô công rỗi nghề ABCD các kiểu. Nhóc nghe rất nhiều nhưng Nhóc không có buồn. Nhưng mà Nhóc càng cảm thấy tự hào về ông xã Nhóc nhiều. Bởi vì sao? Các bạn không ở trong cuộc sống của tôi, các bạn không biết tôi đang cần gì. Nhóc không cần anh Linh phải đi kiếm tiền nuôi Nhóc, bởi vì đây là một người rất là bản lĩnh rồi. Thì anh Linh được ở cái chỗ là khi Nhóc cần cái gì là anh Linh sẽ có mặt. Một ly nước, một cái ôm, một cái lời nhắc, vợ ơi uống thuốc, vợ tới giờ ăn cơm rồi, hôm nay vợ ăn cái gì, chồng đi chợ mua cho vợ. Và Nhóc cảm thấy là cái điều đó nếu mà nói mà để bỏ tiền ra trả lương thì Nhóc nghĩ không có đủ bao nhiêu tiền để trả cho chồng mình. Anh Linh có bao giờ anh buồn về những cái đánh giá của người khác không? Không, người ta nói cạnh nó khóe nhưng mà người ta nói nghe mặt hiền. Đây là hiền, cái mình thật thà thôi, chứ không phải là tới mức độ mà hiền mà để cho người ta muốn leo lên đầu người ta ngồi tao nói cạnh nó khóe. Có đâu. Có nghĩa là Nguyễn thì bé Lan đó. Nguyễn thì bé Lan. Ở nhà có nghĩa là không đó. Chuyện vợ chồng ở nhà nhường nhịn nhau là ok. Còn trong công việc mạnh mẽ chứ nhiều. Đúng. Khi đi làm không bị có muốn hiếp gây chuyện anh hiếp. Không phải là bị ăn hiếp chuyện. Là đúng sáng. Có nghĩa là không thích gây chuyện hay giường. Tại vì nếu mà muốn là chỉ là có nước để cấp cứu thôi đó. Rồi bật mí nghe một cái câu chuyện nữa ha. Chuyện tình yêu 5 năm mà say no với sex ở trong khách sạn là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Trong 5 năm trời hai vợ chồng không có sex một ngày nào. Và hai vợ chồng chưa bao giờ biết lên đỉnh là gì hết. Bởi vì có thể là cái cuộc sống của Nhóc đã trải qua nhiều rồi. Tự nhiên tới cái thời điểm ông này thì Nhóc cần cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn. Chứ nó không có muốn cái chuyện đó. Rồi mình biết được là ông xã mình còn trẻ thì chắc chắn cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng rồi riết thì cũng theo mình luôn. Rồi có hỏi là anh có buồn hay không? Không, quen rồi. Tối tối buồn là ôm vợ ngủ là được rồi. Cảm kỳ diệu quá ha. Dạ, ngạc nhiên thật sự. Thì thời gian đầu khi mà biết là mình không có have sex được với chị á, anh có bị bứt rứt không ạ? Cái ngày cái đêm mà đầu gặp là về mình cũng hơi khó chịu. Nhưng mà dần dần thì mình cũng thích nghi. Thấy không? Nhưng thí dụ như mình trong một mối tình cảm mà mình đặt nặng cái đó quá thì nó cũng không tốt. Rồi nghĩ về cái được tháng, tới tháng thứ hai thì tự nhiên tới 4, 5, 8 tháng
18 ngàn. Tụi nhóc á là kỷ niệm hàng tháng luôn. Cứ tới cái ngày đó là ngày 7 tháng 7 2016 là chính thức quen nhau. Và là ngày công khai. Hôm nay là được 4 năm 8 tháng 18 ngày. Lúc nào tụi nhóc cũng đếm từng ngày từng ngày, và sẽ có một tấm hình để kỷ niệm hàng tháng. Anh Linh cho em hỏi thêm cái này, em thắc mắc về chuyện đó tiếp. Tại vì cái chuyện người ta thường nói tình dục nó không hẳn là quan trọng, nhưng nó sẽ phải là một cái gia vị cần có. Thì ban đầu khi mà anh không thấy có cái chuyện đó, anh có đặt câu hỏi về tình cảm của chị đối với anh không? Không, thứ nhất là mình phải hiểu. Tại vì nhóc lớn hơn Linh 11 tuổi thì ở một cái độ tuổi nào đó thì người ta cái nhu cầu người ta sẽ giảm đi. Đúng rồi. Vâng. Còn mình là mình trẻ và mình đang lớn thì cái nhu cầu mình nhiều, nhưng chưa chắc là cái nhu cầu của vợ mình sẽ nhiều. Người ta hiểu mình phải hiểu người ta, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải đặt cái quyền lợi của mình lên trước. Tại vì khi mà chị nhóc nói ra em hơi ngạc nhiên. Không, tại vì em nhìn chị ấy, em cảm giác chị lúc nào cũng hừng hực. Chính xác. Chị là một người có quá nhiều năng lượng, nên em nghĩ là trong cái chuyện đó chị cũng sẽ là người có rất là nhiều năng lượng. Năng lượng nhưng mà thời trẻ. rất nhiều. Không, chắc nhóc nghĩ là cũng có thể là ngay cái lúc đầu tiên không phải là gu của mình á, cho nên nó đã bị ảnh hưởng một chút xíu. Nhóc nghĩ như vậy, nhưng không phải là như vậy là mà nhóc không thương nha. Càng ngày nhóc càng thương nhiều. Nhưng mà trong cái quá trình mà hai người không có gì với nhau về chuyện sex á, có nghĩa là bên ngoài mình có không? Có nhiều người họ sống rất là tây, họ không ở với nhau nhưng mà họ có thể không có luôn hả? Ông này lúc nào cũng san sát bên nhóc hết á. 24 trên 24. Hay quá. Đuổi đi ra ngoài đi chơi cũng không đi, tại nó không thích, cứ ở nhà với vợ thôi. Mà thật sự từ ngày quen ông này là hai đứa đã có nhà rồi đó, là cứ ở nhà suốt. Mọi người có tin không? Thậm chí có khi nhóc ở trên phòng mười mấy tiếng đồng hồ, nằm trong phòng không ai nói chuyện với ai, bật tivi, ổng cầm điện thoại, nhóc thì thích móc mấy cái len quần áo cho búp bê, nhà nhóc búp bê nhiều lắm. Không có hợp lý. Nhìn chị vậy mà chị không móc len. Có nghĩa là thật sự cái tính của nhóc như vậy nè, có nghĩa là khi mà ra thương trường nhóc rất là tay, nhưng lại thích là người phụ nữ của gia đình. Em hỏi cái bây giờ là lần đầu tiên mà về nhà anh Linh á, thì cảm giác của chị như thế nào khi mà về dưới hơi quê của chứ? Thì ngại ngại, tại vì mắc cười lắm. Mẹ của Linh lớn hơn nhóc có 9 tuổi. Mà trong khi đó chị hai của nhóc năm nay là 70 mấy tuổi, mà chị thứ ba là cũng 60 mấy tuổi. Mà chọc ở ngoài giờ xuống dưới kêu mẹ hay kêu chị. Cái may mắn hai đứa mình nữa là không có cần phải come out với ai. Nhóc một coi mẹ với lại ba thì năm 16 27 tuổi, mà từ nhỏ tới lớn nhóc sống vậy đó. Nhóc không có phải điệu đàng hơn, mà từ xưa giờ chưa có khái niệm làm gái nha, rồi chưa có khái niệm là phải là mặc đầm mặc váy nha, rồi không có khái niệm sẽ đi phẫu thuật, và cũng không có khái niệm là phải trang điểm make up. Cho nên bạn bè nó ủa mày bd mà mày bd kiểu gì tao cũng không biết, chỉ có tóc thôi. Không, tóc là bởi vì ngày xưa vì công việc, tại vì nhóc là dancer mà, thì nhóc muốn xây dựng hình tượng mình là một unisex. Nhóc đi làm, nhóc không bao giờ nhóc trang điểm, mà nhóc cũng không giờ thích mặc váy mang giày cao gót, trừ khi nào bước vào làm mấy cuộc thi hoa hậu chẳng hạn như mặc vest thôi, chứ chưa bao giờ mặc đầm. Mà nhóc lại thích mặc áo dài với bà ba, không hiểu sao. Cái tông bất kỳ vậy. Cho nên là cái con người của mình nó bị lạ lạ sao, nhiều lúc suy nghĩ nói ông này nè, hình như em ở trên trời xuống chứ không phải ở đâu ra. Mà đi làm không ai nói mình trai, mấy bé người mẫu ủa chị đi ôm môn, ủa chị đi ôm môn. Tưởng gái không? Mà thậm chí cả thí sinh cũng vậy, con có tưởng cô là nữ không? Tham gia chương trình này cũng vậy, chị biên tập bước vô, ủa mấy em có mời lộn không? Tự nhiên mời nam nữ vô đây làm gì? Chị cho em nói, em xin lỗi anh Linh nhờ, em thắc mắc về chị nhóc nhiều quá. Tại vì khi mà em thấy chị ở TV á, em rất là thích nhìn lắm. Tại vì lạ quá, không ai giống, nhưng mà hơi sợ. Tại vì ở chị toát ra một cái năng lượng gì đó, nó hơi khó gần, với lại nó mạnh quá. Đúng. Nhưng mà em có cảm giác là cái ngoại hình của chị thể hiện ra và cái tâm hồn của chị nó trái ngược nhau hoàn toàn nha. Không, thông thường là vậy mà. Thí dụ nhìn mặt em rất hầm hố hung dữ đó mọi người. Nhưng thật sự em rất là, em rất là nhẹ nhàng. Mọi người không thấy mọi người quay lại nhân vật chính nha. Mọi người. Em nghĩ là chắc có rất nhiều người đàn ông thẳng thích chị, tại vì họ nhìn được cái sự đàn bà hiền dịu ở trong chị á. Có. Ngày xưa làm quán bar vui lắm lộ, có cái anh nó vô, cứ tới giờ mà nhóc lên nhảy thì bắt đầu nhóc bước xuống thì sẽ có một ly nước cam và một cái bông hồng. Nhưng mà quay qua thì không thấy anh đó đâu. Ngày xưa mình cứ làm dancer thôi, mình có biết làm PR đâu. Bắt đầu vô trong đó là từ từ học cái nhảy xuống phải tiếp khách, nói chuyện cái anh đó xong tới anh rủ đi khách sạn luôn. Mà là trai rạc nha. Thì nói ủa tại sao anh lại thích, anh không hiểu nữa. Có thể là do em tâm sự với anh á. Đặc biệt là cái miệng của em rất là duyên, và em nói một hồi là anh theo em luôn. Nói em không có chơi bùa nha.
thật sự là nhóc cũng rất là tự tin về cái cách mà mình chia sẻ, mình nói chuyện. Đúng, chị nói chuyện rất là thu hút. Điển hình là nãy giờ là chị làm MC luôn đó. Chứ mày gặp cá là em phải hỏi đó. Giờ còn này mình tự làm luôn, chủ động hết. Em rất vui. Nhưng mà chị cho em hỏi đi, từ trước khi mà quen Linh thì chị có mối tình nào mà thật sự là nó ấn tượng với chị không? Tầm khoảng cái năm 1999-2000. Nhóc là dancer ở trong một cái vũ trường, không biết lộ biết không, Lệ Thanh nổi tiếng lắm, Long Vân rồi các kiểu. Mà cái thời đó là thời của mấy ca sĩ bắt đầu mới nổi, nhớ 1088 ABCD các kiểu. Thì chơi một cái nhóm bạn của người Hoa mà ngày xưa nhóc rất là hot, mà bước vô một cái là một nhóm bạn đằng sau là ai cũng biết crazy nhóc. Thì trong đó có một cái anh bạn là anh ruột của một người bạn. Xong rồi không hiểu sao cứ cuối tuần là ảnh cứ ghé thăm nhà mình, dẫn mình đi ăn ốc, đi ăn chè. Nhưng mà lộ tin không, nhóc hoàn toàn không biết gì hết, vô tư tới mức độ như vậy luôn. Kéo dài cũng được 1 năm 2 năm trời. Có nghĩa là mỗi tuần là lúc nào là cứ đúng giờ đó bon một cái là phải thay đồ đi ăn, rồi tối sẽ đi vũ trường cùng ảnh. Thì mình nghĩ là anh em nhau thôi, có gì đâu. Mà đặc biệt chỗ này nè, mặc đồ giống nhau mới chịu. Đi vũ trường phải mặc hai bộ đồ giống nhau. Đêm đó anh mặc, em mặc cái gì anh phải mặc cái đó. Mà mình cũng vô tư, mình không nghĩ cái gì hết. Bắt đầu cái bữa đó nói thôi bây giờ kéo nhau đi đầm sen nước chơi. Ổng cầm máy chụp hình, ổng chụp mình không à. Cái con nhỏ em ổng á dễ thương lắm, không biết có duyên không. Ủa nhóc, bồ mày đâu sao mày không dẫn theo? Tôi nói thôi mỗi cho ổng ở nhà đi. Rồi tự nhiên cái máy chụp hình với con người đó biến mất luôn. Tới thời điểm này luôn, nhóc vẫn đặt dấu chấm hỏi luôn. Trời là nhóc ơi, không biết là người ta có thương mình hay không. Thì bây giờ hỏi thử lộ lộ với Tưng Tưng, cứ nghĩ thì cái hoàn cảnh đó thì họ có thích nhóc không? Kìa, Tưng Tưng trả lời đi kìa. Em nghĩ là thích nhiều lắm. Tại vì như vậy nè, vì thích nhiều lắm nên khi nghe được cái câu trả lời của chị là có người yêu rồi nên quyết định biến mất luôn. Thái độ tại vì, liền tại luôn. Tại vì họ thất vọng mà chị. Khi quay về cái quá khứ mình nghĩ lại, mình nói trời sao mình ngu quá. Tại anh đẹp lắm. Rồi có gặp lại không chị? Không. Là tới giờ luôn không là có liên lạc, không liên lạc, không thấy mặt luôn hả? Không thấy mặt. Có liên lạc buổi chiều không gian khác đó chị. Rồi trong thời gian đó thì cũng có vài cái tình yêu, nhưng mà tình yêu cái kiểu như trẻ con lắm. Thôi cái nết của bà ai dám yêu bà. Cái kiểu nó vô tư lắm, cái kiểu nó yêu yêu gì không biết nữa. Nhưng đây mới là tình yêu thật sự. Tới năm bao nhiêu? Trước đây 5 năm là tôi nhiêu ông? Chắc cũng 38 tuổi hả? Ờ 38 tuổi mới biết yêu đó. Là mới biết thương anh này. Bây giờ anh Linh, bây giờ ở chung với nhau rồi, anh thấy chị có tật xấu gì anh nói đi, anh khai hết. Đúng, nói chung là cũng không phải. Bà nói quá, nói rồi bây giờ nói. Anh ơi, anh trung thực và mạnh mẽ nha, bọn em ở bên cạnh anh. Bản thân của Linh á cũng không có hoàn hảo. Không. Để cho người không có đánh đâu, cứ nói thật đi, về đâu đánh thôi mà sao. Có nghĩa là nhóc hay nói sao ông làm nể hay quá. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ tiêu cực, có nghĩa sao tại sao mình làm gì cũng bị ba la. Nhưng mà mình nghĩ tích cực thì ra cái này là mình sai. Không, bây giờ như là em hiểu. Nói chung là tình cảm với nhau, vợ chồng nhau là không ai muốn nói xấu gì. Nhưng mà đây là không gian của cái việc mà mình nói xấu và bốc phốt. Ok, cứ nói thẳng đi, bà có đánh hay không? Không. Có chửi rất không? Thương. Có chửi không? Tại nói vậy thôi chứ rất là cưng. Có cưng, nghĩa là cưng hay, giống như con vậy đó. Cái tật xấu ha, vậy nè. Không phải là không biết, không phải là tật xấu không ta. Nhưng mà Linh theo Linh nghĩ là nó là đáng yêu. Thay vì cái món đồ đó bà lấy với cái tay bà lấy được thì không, cái đợi mình ở dưới bếp mình làm gì xong mới dưới nhà lên. Anh ơi, lấy giùm em cái này. Cái vừa lấy xong thì thay vì cái món đó nằm ở chỗ đó thì kêu mình lấy luôn một lần thì không. Anh ơi, lấy giùm em cái đó mà nó nằm kế nha. Đừng có chuyển giọng ghê lắm. Tôi đang nhái theo bà đó. Mà nhái không có ra. Tôi đang nhái là bà, nếu mà tôi nhái ra giọng mà tôi thành ra là sao? Super boss luôn đó. Bạn này rất là thật. Thật riết mà phát khùng luôn á lộn. Con người thật thà quá, không có một cái gì dối trá. Đôi lúc mình nói luôn, anh ơi anh làm ơn anh xạo một tí. Chẳng hạn đơn giản một cái chuyện vậy thôi. Ở nhà có người nhờ Linh ơi em tới cái đoạn đường đó em mua giùm chị cái chuyện đó. Thì nhóc sẽ nói, hai đứa tụi em đi làm rồi, tiện đường em sẽ mua. Nằng nặc phải đi mua cho bằng được. Không đi được cái đoạn đó thì phải đi kiếm đoạn khác mua về cho bằng được. Cái kiểu nó thật tới mức độ. Ủa rồi có lần nào mà chị đánh chị đuổi người đường không? Có. Có không? Không, có chứ. Có cái trận đó là cửa lộn linh đình luôn, nhiều. Nắm đồ quăng luôn, đi ra khỏi nhà. Cái câu chuyện đó, cái chuyện của cô của anh đó. Không, ông không nhớ đâu, nhóc sẽ kể. Giờ cho nhóc kể không? Không, tại vì thế ông không nói gì trơn á. Đã nói rồi, câu chuyện này chỉ có ba đứa mình thôi. Ông chỉ là ngồi đi chơi thôi. Ngồi nghe. Một cái câu chuyện đơn giản như vậy thôi. Bà cô ở bên Mỹ về chơi. Vợ ơi, giờ cô ở ngoài Sài Gòn á, cho chồng ra ngoài. Thì thay vì đi đi về về, sách đồ ra ngoài luôn, có vô lý không? Rồi bắt đầu nói là bây giờ cô dẫn đi Đà Nẵng chơi, có bà nội đi. Thì đi theo giữ bà nội ok. Rốt cuộc bà nội không đi, cũng đi. Anh đi anh lo cho nội, bởi vì nội bệnh.
thì được. Còn tự nhiên bây giờ không có thì anh lại đi làm chi, anh phải ở với em. Bắt đầu khùng điên lên, đuổi, bắt đầu xin lỗi, nhận lỗi. Có một cái câu chuyện thì mới vui lắm, không biết kể mà mẹ nghe. Mẹ nghe được chứ mẹ chửi mình chết. Ủa chị cũng sợ bị chửi nha chị. Đi làm cho mình trả lương, được ngủ chung với chủ, được ăn cơm chủ, được ở nhà chủ, được chủ lo ABCD các kiểu, coi như lãnh lương ra là không có mẹ một miếng nè. Mà vừa lãnh lương xong là vợ chồng cho tiền mẹ nghe, mình mà soi máu khùng lên liền. Mày á, mày hà ăn của tao, mày lấy lương tao, mà cái bánh mày mua cho tao không có nữa. Vô tình nếu mà mình nói chơi thôi, nhưng mà thật sự trong lúc đó mình giống như một người phụ nữ, giống như là mình cảm thấy tủi thân. Nhóc la như vậy nhưng mà nhóc nghĩ chồng mình có hiếu. Theo em là đó là trách nhiệm mà anh Linh không làm sai. Nhưng mà đôi lúc mình tủi thân cái sự đố kỵ của mình đó làm cho mình cái hành động không có đúng. Chính xác. Sau lần đó thì những lần sau thì dĩ nhiên là ảnh muốn gửi hay gì. Chính xác. Chắc có lẽ là cũng sẽ thoải mái. Thì trong tương lai thì mình mong muốn thay đổi điều gì ở nhau? Ngày xưa ông này nhịn nhóc nhiều, giờ nhóc phải nhịn lại. Đôi lúc thật sự mà nói luôn, nhóc phải sống theo cảm xúc của ảnh. Đúng rồi. Không có làm gì hết á, cái mặt cũng chầm chầm. Nhưng mà theo cái cá tính của nhóc ngày xưa á, là nhóc sao ông làm gì chầm chầm. Ai làm gì không? Nhưng mà thôi kệ, bỏ những cái chuyện nó nhỏ nhặt. Thì cả muốn là đừng có chầm chầm nữa. Mà cái gì cũng muốn cũng được nghe. Cưng lắm. Hôm nay mình được ngồi với một cặp rất là khác biệt. Khác biệt về suy nghĩ, về định hướng tình cảm, cũng giống như là tư duy về hôn nhân luôn. Em cũng cảm ơn anh chị đã dành thời gian đến với chương trình View Mà Cưới. Thôi bây giờ mình thể hiện tình cảm dành cho nhau được một nụ hôn được không? Lâu lắm rồi cũng không có hôn. Bà nhộng dẻo kìa. Không, cái nụ hôn của nhóc rất là đặc biệt. Nụ hôn của tụi nhóc rất là đặc biệt. Nó thể hiện đúng theo những cái gì của nhóc. Cho nên là hôn đi cha. Hôn đi cha. Ông phải nghiêng người qua chứ.